chương 751, quá đáng. Ninh Phong Thành còn chạy tới cửa mắng hai câu rồi mới hài lòng quay lại trong phòng. Cai quái gì vậy chứ? Tới cầu xin người ta mà còn nghênh ngang kiêu ngạo, thật sự tưởng mình là Ngọc Hoàng Đại Đế đó hả? Nhà họ cao đúng là thứ gia tộc giác rưởi nghe mà buồn nôn, còn không biết xấu hổ mà diễu võ dương oai trước mặt nhà họ đinh chúng ta, chắc chắn là điên rồi. Trong lúc Đinh Phong Thành còn đang hùng hổ mắng chửi, Đinh Khải Sơn lại để lộ ánh mắt vô cùng kỳ lạ, dường như đang lo lắng chuyện gì đó. Nhưng ông ấy không nói gì, chỉ để điều khiển xuống, rồi cùng vợ mình là tô cầm đi chuẩn bị bữa tối. Lúc này, Đinh Mộng Nghiên tò mò hỏi, ông xã, em quên chưa hỏi anh, sao đột ngột có nhiều công ty châu báu tới mời anh đảm nhiệm chức vụ giám đốc thu mua vậy? Đây là vị trí liên quan tới mạch máu kinh tế chính của mỗi một công ty đó. Đúng vậy, giám đốc thu mua là người đầu tiên tiếp xúc với nguồn tiền của công ty, vô cùng quan trọng, không thể nào có chuyện vì tiện để người khác đảm nhận được." Giang Sách mỉm cười giải thích, kỳ thật đây cũng chính là chuyện mà anh muốn nói với em. Anh quyết định nói rõ tình hình thực tế cho Đinh Mộng Nghiên biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dạo này, anh đã được đề bạt đảm nhận chức vị giám đốc thu mua cho Châu Báu Hằng Tinh, hơn nữa còn làm ra được thành tích tương đối tốt. Thế nên những công ty Châu Báu khác mới tới mời anh. Đinh Mộng Nhiên trợn mắt há miệng, "Ông xã?" Từ khi nào mà anh lại tài giỏi như vậy hả? Cả em cũng không hay biết gì." Giang Sách nhún vai, "Lúc anh đi lính đã học được rất nhiều kỹ năng nhỏ, kiểu gì cũng có thời điểm chúng phát huy được tác dụng của mình. Kiểm tra chất lượng nguyên thạch chính là một trong số đó, không ngờ nó có thể trợ giúp cho anh nhiều tới vậy." Ninh Phong Thành đứng bên cạnh bật cười ha hả, nói, "Không tồi chút nào, em rể, giờ cậu phát đạt rồi, cuối cùng cũng không cần cầm mấy nghìn đồng tiền lương chết đói kia nữa." "Giờ á hả?" dù mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, cũng có thể nằm đếm tiền tới bong gân, nghe sảng khoái chết đi được. Giang sách mỉm cười lắc đầu. Tiền đâu có dễ kiếm như vậy. Nhiều lời mời như thế, cái nào cũng là củ khoai nóng phỏng tay, sơ sảy một cái là ngã tan xương nát thịt như chơi. Đinh Phong Thành chớp chớp mắt, nếu xem tiền là củ khoai nóng phỏng tay, vậy phỏng chết tôi cũng được. Được rồi, đừng ngồi ngây đó nữa, tới ăn cơm đi. Tô Cầm nói. Người một nhà quây quần quanh bàn ăn, tay cầm đúa, thưởng thức bữa tối ngon lành. Vốn tưởng sau khi Đinh Mộng Nhiên thất nghiệp, trong nhà sẽ hơi nghèo túng, không ngờ liễu rậm hoa tươi lại có làng. Giang sách đột một nhận được vô số lời mời làm việc, mai mốt anh chính là tỷ phú. Lần này, không cần dựa vào gia chủ, Đinh Khải Sơn vẫn có thể sống rất tốt. Thế nên, ông ấy càng nhìn giang sách càng thấy thuận mắt. Đinh Khải Sơn nghĩ thầm trong lòng may mắn lúc trước cao văn tường vì nịnh bợ thiên kim tiểu thư mà từ chối đề nghị kết thân của mình nếu không sao mình có thể bắt được một người con rể tốt như giang sách chứ không chỉ có phẩm chất tốt đẹp mà năng lực cũng rất xuất chúng nực cười thay lúc trước mình còn từng có ý định đuổi nó đi khi đó đúng là bị mù mà càng nghĩ càng cao hứng càng nghĩ càng vui vẻ thế là đinh khải sơn uống thêm hai ly hơn nữa còn sung sướng gắp cho giang sách một miếng thịt nào sách nhi nhớ ăn nhiều một chút nhé Giang sách bây giờ, muốn năng lực có năng lực, muốn tiền tài có tiền tài, để xem mai mốt còn ai dám bảo anh là đứa con rể vô dụng không. Trong lúc mọi người đang ăn, bỗng nghe thấy tiếng còi xe in ỏi truyền từ xa tới. Còn chưa kịp đặt đũa xuống, cả nhà đã thấy ngoài cổng chính có hai người đàn ông một già một trẻ đang tiến lại gần, và người trẻ không ai khác chính là Cao Văn Tường vừa mới chạy chối chết kia. Còn người đàn ông lớn tuổi hơn lại trông khá giống Cao Văn Tường. Bạn cũ à, nhà ông náo nhiệt quá nhỉ. Người đàn ông lớn tuổi mở miệng nói. Đinh Khải Sơn tức khắc đờ ra, người đàn ông trước mặt chính là bố của Cao Văn Tường, bạn học cũ của Đinh Khải Sơn, Cao Trí Định. Xem ra Cao Văn Tường còn chưa chịu thua, chạy về gọi ông già của anh ta đến. Ôi, bạn cũ, sao ông lại tới đây? Mau mau mau, lấy thêm hai cái ghế tới đây. Thái độ của Đinh Khải Sơn cực kỳ hiền lành. Tất cả mọi người cảm thấy rất khó hiểu, với thái độ lúc nãy của Cao Văn Tường, hẳn là Đinh Khải Sơn phải vô cùng căm hận hai bố con nhà họ cao mới đúng, sao vừa nhìn thấy cao trí định lại sợ sệt giống hệt như chuột thấy mèo thế. Chẳng lẽ là bị người ta tóm lấy đằng chui? Tô cầm lấy thêm hai cái ghế tới, bố con nhà họ cao ngồi xuống. Còn chưa ngồi ấm ghế, cao trí định đã quay sang, nhìn Đinh Khải Sơn bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cũng chẳng tốt lành gì, khá lắm, bạn cũ à, cuộc sống trôi qua yên bình dễ chịu quá nhỉ. Đinh Khải Sơn mỉm cười, thường thôi, thường thôi, như vậy còn thường thôi." Cao Chí Định ẩn ý sâu xa, nói, "Nghe đồn bậc cửa nhà họ Đinh của các ông cao lên rồi, bắt được một thằng con rể rùa vàng, nên chướng mắt người bạn cũng nghèo như quỷ này đúng không?" "Làm gì có, lão Cao, ông nói bậy gì vậy?" "Nói bậy?" Cao Chí Định giơ tay chỉ vào con trai Cao Văn Tường của mình, "Tôi hỏi ông, con tôi đắc tội với mấy người chỗ nào mà các người lại đánh nó bị thương, còn đuổi nó ra khỏi nhà họ Đinh nữa?" "À thì, Đinh Khải Sơn nhất thời nghẹn lời." bạn cũ à làm người là phải có lương tâm đúng không ông đâu thể làm ăn phát đạt rồi chờ mặt xem thường nhà họ cao chúng tôi được không phải tôi chỉ sai con trai tới gặp ông cầu ông làm giúp mấy chuyện thôi sao không giúp thì thôi còn ra tay đánh người là sao đây những lời cao trí định thốt ra vô cùng ngoan độc đổi trắng thay đen thành cao văn tường mới là người vô tội người bị hại còn đinh khải sơn chính là kẻ bạo hành đáng kinh tởm sự thật hoàn toàn ngược lại mà Đinh Phong Thành không thể ngồi yên, lạnh lùng nói, "Tôi nói này, chú à, trước khi tới đây hưng sư vấn tội, chú có biết đã xảy ra chuyện gì không? Sao chú không hỏi xem thằng con trai bảo bối của chú đã làm ra chuyện gì đi? Với những lời và hành động mà anh ta đã làm, đánh một trận là nhẹ tay lắm rồi đấy." Phong Thành cầm miệng, Đinh Khải Sơn hét lớn một tiếng. Đinh Phong Thành sướng sờ, rõ ràng anh ta nói giúp cho Đinh Khải Sơn, sao cuối cùng lại bị Đinh Khải Sơn mắng chứ? có chuyện gì xảy ra với ông ấy vậy? Đầu óc bị nước vào hả? Cao Văn Tường ngẩng đầu, vui vẻ nhìn bọn họ, như thể chỉ cần có ông già Cao Chí Định nhà anh ta ở đây, thì không một ai có thể động vào anh ta. Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên nhìn nhau, hai người biết trong chuyện này nhất định có vấn đề, nhưng lại không xác định được vấn đề đó là gì. Dựa theo địa vị và tài phú hiện tại của hai người, Đinh Khải Sơn cô hề thua kém Cao Chí Định, nên tuyệt đối cô có chuyện ông ấy khuất phục trước tiền tài và địa vị. Thế thì là vì cái gì? Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Cao Chí Định ngang nhiên quát mắng Đinh Khải Sơn một trận tơi bời, nhưng Đinh Khải Sơn lại chẳng dám phản bác dù chỉ một câu. Đinh Khải Sơn không phải kẻ hèn nhát như vậy, phải biết rằng, lúc trước mỗi lần đứng trước mặt ông cụ, ông ấy muốn cãi là cái, sao hôm nay lại như biến thành một người khác. Cuối cùng Đinh Phong Thành không nhịn nổi nữa, đập bàn đứng dậy. "Này, gã họ Cao kia, làm người đừng có quá đáng quá." Cao Trí định hừ lạnh một tiếng, quá đáng. Tôi mắng ông ta hai câu thì có nhầm nhò gì so với những chuyện ông ta đã làm với tôi chứ? Điểm mấu chốt đây rồi. Giang sách dứt khoát sen miệng vào, bố tôi đã làm chuyện quá đáng gì với ông? Cao Trí định vươn tay cởi nút áo, vạch áo ra, để lộ phần ngực, nơi đó có một vết sẹo, cách trái tim chưa đến một ngón tay. chương 752, nợ bố con trả. Vết thương kia trông rất đáng sợ, chỉ cần lệch một chút nữa thôi sẽ mất mạng xem ra Cao Chí Định có thể đè đầu cưới cổ Đinh Khải Sơn, nhất định có liên quan tới vết thương này. Quả nhiên, Cao Chí Định lớn giọng kể, năm ấy, tôi là bạn học của Đinh Khải Sơn, bởi vì ông ta đắc tội với đám côn đồ trong một nhóm xã hội đen, lúc tan học đã bị người ta chặn ngay cổng trường. Đinh Khải Sơn sợ, không dám đi, là tôi, chính tôi đã bảo vệ ông ta, ra mặt đấu với đám côn đồ kia, cũng chính tôi đã giúp ông ta cản bọn chúng, để ông ta có thời gian chạy trước, cũng vì vậy mà tôi còn bị đám người đó đâm cho một nhát. Mấy người nhìn đi, đây chính là vết thương năm đó để lại, nếu không phải mạng tôi lớn, đã sớm đi đời nhà ma rồi. Lúc ấy, chỉ cần mũi dao hơi lệch một chút, mạng nhỏ của tôi cũng sẽ không còn nữa. Dù là vậy, năm ấy tôi cũng phải nằm trên giường dưỡng thương suốt nửa năm. Cao Chí Định kéo áo lại, nhìn về phía Đinh Khải Sơn, "Bạn cũ à, chắc ông quên sạch chuyện năm đó rồi nhỉ?" giờ ông tìm được thằng rể quý rồi nên mới làm như không quen biết tôi đúng không được được lắm đinh khải sơn bày ra vẻ mặt vô tội không phải đâu lão cao tôi đâu có làm như không quen biết ông vậy tại sao ông lại đánh con tôi còn đuổi con tôi ra khỏi đây nữa đối mặt với lời chỉ trích của cao trí định đinh khải sơn không nói nên lời toàn bộ người có mặt ở đây cũng im lặng giờ đinh mộng nhiên mới biết thì ra giữa bố và cao trí định còn tồn tại một tầng quan hệ như thế này nữa chẳng trách trước giờ Đinh Khải Sơn chưa từng dám làm Phật lòng cao trí định, dù sao cũng là ơn cứu mạng, là ơn nghĩa có trả cả đời cũng không hết. Cao trí định thở dài, nói, hôm nay tôi tới đây, cũng không cầu ông giúp đỡ chuyện gì cả, tôi chỉ muốn đòi lại công đạo thôi. Đinh Khải Sơn hỏi, ông muốn đòi lại công đạo gì? Cao trí định đáp, bạn cũ, đừng nói tôi không cho ông cơ hội, bây giờ ông có hai lựa chọn, một là trả lại cho tôi nhát sao mà ông nợ tôi năm đó. Cái này trả thế nào, chẳng lẽ lại để Đinh Khải Sơn bị đâm một nhát hả? Giờ Đinh Khải Sơn tuổi đã cao, đâu thể nào chịu nổi. Cho dù là người trẻ tuổi, cũng đâu thể vô duyên vô cớ bị đâm một dao được. Đinh Khải Sơn mỉm cười đầy chua xót, biết trả một dao này thế nào đây? Ông cứ nói thẳng lựa chọn thứ hai là gì cho rồi. Cao Chí định cười khẩy vài tiếng, rồi hạ thấp giọng nói, lựa chọn thứ hai là để thằng rể quý của ông quỳ xuống, dập đầu tả tội với con trai của tôi. Chuyện này... Mọi người ở đây sửng sốt không thôi. Hiển nhiên, Cao Trí Định đã hạ quyết tâm phải tìm lại mặt mũi cho con trai của ông ta. Cao Văn Tường bị giang sách đả thương, còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Đinh, nỗi nhục lớn như vậy sao anh ta có thể nuốt trôi, nên Cao Trí Định mới kiến quyết phải lấy lại thể diện cho con trai mình. Chỉ cần giang sách dập đầu nhận sai, Cao Văn Tường sẽ lấy lại được thể diện. Sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi. Đinh Phong Thành là người đầu tiên bật người dậy, mắng này ông già kia ông đừng có quá đáng dù ông đã cứu mạng chú ba của tôi nhưng đó cũng không phải lý do để ông đòi hỏi vô lý rõ ràng là con trai của ông không biết tốt xấu giờ lại ép em rể của tôi xin lỗi ông điên rồi hả cao trí định ngẩng đầu nhìn bạn cũ à đây chính là thái độ của nhà họ đinh mấy người sao đinh khải sơn bắt lấy tay đinh phong thành kéo anh ta xuống ngồi xuống đinh phong thành cực kỳ không tình nguyện ngồi xuống càng thêm căm ghét Cao Chí Định trăm nghìn lần. Đinh Khải Sơn miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi, lão Cao, oan gia nên giải không nên kết, hay là bỏ qua đi? Để giang sách rót rượu tả tội với cháu trai là được rồi, quỳ xuống gì đó thì hơi quá đáng. Cao Chí Định vỗ một cái thật mạnh xuống bàn. Quá đáng, quá gì mà quá. Mấy người đánh người ta bị thương mà chỉ cần một chén rượu là xong ư. Uống rượu mà gọi là trừng phạt sao? Đó là ban thưởng, bạn cũ, ông đúng là ác độc thật đấy, dám đối xử với ân nhân của mình như thế hả? Đinh Khải Sơn bị mắng đến mức không dám phản bác. Ông ấy tuyệt đối không thể để Giang Sách quỳ xuống xin lỗi được. Nhưng trong tình huống này, Cao Chí Định lại không chịu nhường bước, Đinh Khải Sơn lại rơi vào thế khó xử. Đúng lúc này, Cao Văn Tường mở miệng nói: Quỳ xuống gì đó đúng là có hơi khắc nghiệt thật. Tôi nghĩ rót rượu cũng không tệ. Hai mắt Đinh Khải Sơn tỏa sáng, vẫn là cháu trai hiểu rõ đúng sai ông ấy tưởng rằng cao văn tường tìm lối thoát thay ông ấy nhưng thực tế lại trái ngược cao văn tường phất tay nghe tôi nói hết đã dừng một chút anh ta nói tiếp nhưng lời bố tôi nói cũng có lý lắm để giang sách uống rượu thì đâu có tính là trừng phạt là có lợi cho anh ta mới phải cho nên ly rượu phạt này không thể để giang sách uống sự gian trá chợt lóe lên trong mắt anh ta khiến mỗi một người ở đây cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng đinh phong thành vô cùng trượng nghĩa chủ động nâng ly rượu lên, nói, vậy để tôi uống thay giang sách, được rồi chứ. Cao Văn Tường nhếch miệng cười khẩy, anh, anh là ông chủ đinh đó, tôi không đắc tội nổi đâu. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, giang sách mở miệng hỏi, vậy theo ý anh, ai mới là người nên uống ly rượu này? Cao Văn Tường nhìn giang sách, sau đó, ánh mắt của anh ta chậm chậm chuyển từ giang sách qua người đinh mộng Nhiên, khẽ môi nhếch, đáp tôi muốn đinh mộng Nhiên uống cùng tôi vài ly, xem như lời tả tội, chắc không quá đáng đâu nhỉ âm um, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng giang sách dù là ai cũng có thể nhận ra hai mắt anh đã dần nhuốm màu đỏ tươi sát khí dày đặc tỏa ra ở bên kia đinh phong thành hét ầm um lên mẹ kiếp mày dám tới nhà họ đinh bọn tao dở trò lưu manh hả ông đây phải giết chết mày phong thành dừng tay đinh khải sơn lập tức ngăn động tác của đinh phong thành lại hiện trường có chút hỗn loạn một bên là ân nhân cứu mạng bên kia là người nhà, Đinh Khải Sơn lại rơi vào thế khó xử. Đối mặt với yêu cầu vô lý của nhà họ cao, Đinh Khải Sơn thật sự rất muốn đuổi họ đi, nhưng thầy, muốn trách thì trách tại sao năm đó mình lại nợ ông ta món nợ lớn như vậy, có trả thế nào cũng không hết được. chương 753, nợ bố con trả hai Cao Trí định mỉm cười, đề nghị của con trai tôi cũng không tệ, Đinh Mộng Nhiên tiếp rượu mới tính là lời xin lỗi chân chính chứ. Bạn cũ, Tôi đã nhường bộ lắm rồi, ông mau chọn một cái đi. Chọn cái gì? Sao Đinh Khải Sơn có thể để con gái tiếp rượu người khác ngay trước mặt mọi người được? Còn là trước mặt con rể nữa, nếu chuyện này xảy ra, mai mốt ông ấy còn mặt mũi sống tiếp không đây? Có chết ông ấy cũng không thể làm như vậy được. Đằng sau, Giang sách lặng lẽ đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bước tới bàn trà đặt kế bên, lấy con dao gọt trái cây trên bàn lên, cầm trong tay, sau đó chậm chậm đi trở về bàn ăn nhìn ánh mắt lẫn tư thế của anh, hệt như chuẩn bị giết người vậy. Hai bố con nhà họ cao bị dọa sợ chết khiếp. Đinh Khải Sơn hét lớn, giang sách, con bình tĩnh một chút, tuyệt đối không được xúc động. Khi khoảng cách giữa hai bên còn chưa tới 2 mét, giang sách dừng bước bố, bố cứ yên tâm, con rất tỉnh táo. Anh dừng lại đôi chút, rồi nói tiếp, người xưa có câu nợ bố con trả, tuy tôi không phải con ruột, nhưng con rể thì cũng là con. Món nợ mà bố tôi thiếu các người, hẳn là để đứa con trai này trả mới phải cao trí định vắt chéo chân hỏi trả cậu tính trả thế nào giang sách giơ lên ba ngón tay năm đó bố tôi hại ông bị đâm một dao đã qua nhiều năm như vậy tôi cho ông thêm chút lợi nhuận trả lại ông ba dao sau ba dao này từ nay về sau ân oán giữa ông và bố tôi coi như đã được thanh toán xong không còn thiếu nợ nhau gì cả cao trí định vừa lắc lắc chân vừa nói được đâm đi là cậu nói đó ba dao cậu dám đâm mình ba dao, món nợ giữa hai bên lập tức được thanh toán. Nói thì nói vậy, nhưng sao Đinh Mộng Nhiên có thể để giang sách tùy ý làm bậy được. Cô ném đôi đũa trong tay xuống, nhảy một bước xa, vào tới bên cạnh giang sách, cầm lấy tay giang sách, ông xã, anh bình tĩnh một chút, đừng làm bậy. Ba nhát dao không phải chuyện đùa đâu, sẽ chết người đó. Đinh Phong Thành, Đinh Khải Sơn và Tô Cầm cũng đứng dậy khuyên ngăn. Nhưng Giang Sách lại đẩy nhẹ Đinh Mộng Nhiên ra, yên tâm, anh đi lính nhiều năm như vậy, bị thương còn nhiều hơn nữa kia. Ba nhát thôi mà, chưa lấy được mạng của anh đâu. Cao Chí định nói chêm vào, nhưng một nhát sau này của tôi là đâm ngay sát ngực đó, nếu cậu đâm ba nhát vào bắp chân thì không có tính đâu nhé. Giang sách gật đầu, yên tâm, không để ông chịu thiệt đâu. Nói xong, anh nhẹ nhàng cởi áo, để lộ lồng ngực rắn chắn, rồi hít sâu một hơi. Nhát thứ nhất, trả nợ cho ông. Giang sách tay lanh mắt lẹ, lấy tốc độ xét đánh trực tiếp đâm thẳng một dao vào ngực, khiến mọi người xung quanh sợ khiếp vía. Ông xã, sách nhi, em rể. Máu trong cơ thể người nhà họ đinh lạnh đi một nửa, vị trí đó thật sự cách tim quá gần, hơi sơ sẩy một chút sẽ đi đời nhà ma ngay. Giang sách cố nén cảm giác đau đớn xuống, cầm con dao ra lần nữa. Nhát thứ hai, lợi nhuận. Vừa dứt lời, anh lại một lần nữa hạ con dao xuống, lần này đâm thẳng vào bên cạnh con dao thứ nhất thương tích lại nhiều thêm. Dù là chiến thần tu la thì sắc mặt cũng sẽ trắng bệch như tờ giấy khi phải chịu cơn đau thấu tim. Nhát thứ ba, ân oán thanh toán xong. Nhát dao thứ ba của giang sách cũng nhanh chóng đâm vào ngực chỉ trong nháy mắt. Ba nhát dao, tất cả đều đâm thẳng vào ngực, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là sẽ chết người. Đinh mộng nhiên đau đớn tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống. Ông xã, ông xã, Đinh Khải Sơn và Đinh Phong Thành cũng sợ tới mức ngồi thụp xuống, nhìn Giang Sách đang bị thương nặng, cả hai choáng váng đến độ không biết phải nói gì nữa. Còn hai bố con nhà họ Cao, lúc đầu bọn họ cũng rất khiếp sợ, không ngờ Giang Sách lại đàn ông tới vậy, dám tự đâm mình thật. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải kẻ ngu sao? Mới nói mấy câu mà anh đã tự đâm chính mình, xem ra người này không làm được việc lớn gì rồi. Trong lòng Cao Chí Định vô cùng hớn hở, bật cười ha hả nói ái chà trà, thật sự xuống tay được hả nhưng giang sách hà dù cậu có tự đâm mình thì làm được gì năm ấy vì cứu bố vợ cậu nên tôi mới bị thương giờ cậu tự đâm chính mình thì đâu có tính là cứu tôi căn bản không có ý nghĩa gì hết những lời từ miệng loại người này thốt ra hệt như quả rắm có chết cũng không chịu thừa nhận đinh khải sơn nổi giận quát tên họ cao kia tao còn nợ mày cái rắm ấy giờ con rể của tao đã trả nợ giúp tao rồi giữa hai chúng ta không còn gì nữa. Cao Chí định lạnh lùng nhìn ông ấy, ông nói xong là xong sao? Đinh Khải Sơn trợn trừng mắt nhìn ông ta chằm chằm, ông đây nói xong là xong, biết chưa? Cao Chí định cao mày, chuyện tới nước này rồi, dù ông ta có muốn khăng khăng chèn ép Đinh Khải Sơn thì cũng không còn dễ dàng nữa. Được lắm, Đinh Khải Sơn, đúng là nuôi ong tay áo mà, tôi cứu ông. Ông ta còn chưa nói hết câu, Giang sách đã ghim chặt vai Cao Trí định lại, nợ của ông đã trả xong rồi, bây giờ nhà họ Đinh không chào đón hai bố con các ông nữa, mau cút ra ngoài. Cao Trí định quay đầu, nhìn lướt qua ba nhát dao trên ngực Giang sách, căn bản không thèm để anh vào mắt. Ông ta nghĩ rằng lúc này Giang sách đã bị thương, mất hết sức chiến đấu, không đủ khiến ông ta thấy sợ nữa. Bây giờ mày có tài cán gì để lên mặt với tao? Ông đây chỉ cần tùy tiện vung tay một cái là cũng có thể giết chết mày đó, biết chưa? chương 754, tình yêu như tan chảy trong giây phút này. Trong mắt Cao Trí Định lúc này, giang sách chẳng khác gì một con hổ bị trúng tên, đang thở thoi thóp, chỉ biết hù người chứ căn bản chẳng có tí sức lực nào để chiến đấu. Nhưng sức chiến đấu của chiến thần Tu La đâu phải thứ người bình thường có thể tưởng tượng ra nổi. Giang sách vươn tay khoác vai Cao Trí Định, sát khí mãnh liệt tỏa ra từ đôi mắt, âm độc nói cho ông ba giây, mau cút khỏi nhà tôi. Nghe vậy, Cao Văn Tường đứng bên cạnh cảm thấy rất không vui. Hừ, sao mày dám nói chuyện với bố tao kiểu đó? Hôm nay, nếu không cho mày biết tay, chắc mày sẽ thật sự nghĩ bản thân quan trọng lắm hả? Cao Văn Tường vẫn còn ghi hận giang sách vì đã đánh anh ta, ngày thường đánh không lại mày, giờ mày đã biến thành như vậy, chẳng phải chỉ có thể để mặc cho người khác trà đạp sao? Thừa dịp mày bị thương, tao phải giết chết mày. Cao Văn Tường cực kỳ không biết xấu hổ mà tung một đấm vào mặt giang sách, chỉ là cú đấm của anh ta còn chưa tới đích, giang sách đã nhấc chân đạp một phát vào ngay giữa bụng cao văn tường, đá bay anh ta ra ngoài, sượt qua ghế sa lông, ngã dầm xuống đất. Đau quá! Anh ta nằm vật ra đất, gào khóc thảm thiết. Cao Chí định thấy con trai mình bị đánh thì tức giận vô cùng, cũng nhào tới định đánh giang sách. Nhưng một ông già như ông ta sao có thể là đối thủ của chiến thần Tu La chứ? Giang sách chẳng làm gì nhiều, chỉ thoáng dồn sức xuống bàn tay, nắm chặt lấy vai Cao Chí Định một cách mạnh bảo. Cao Chí Định lập tức cảm thấy bản thân như bị kiềm kẹp lấy, đau không chịu nổi, cả cơ thể như sắp gục ngã tới nơi. Ông ta đau đến mức chảy đầy mồ hôi, không chịu nổi mà ngã quỳ xuống đất. "Đau, đau, mau thả tôi ra." Đối mặt với lời cầu xin của ông ta, Giang Sách vẫn mắt điếc tai ngơ. Cao Chí Định nhìn về phía Đinh Khải Sơn bằng ánh mắt tội nghiệp, "Bạn cũ, ông không thể đối xử với tôi như vậy." Tôi chính là ân nhân cứu mạng của ông đó. Đinh Khải Sơn trợn trắng mắt, nói tôi khinh. Một sao mà tôi nợ ông, con rể tôi đã thay tôi trả sạch sẽ rồi. Giờ chúng ta không ai nợ ai nữa. Ông chạy tới nhà tôi làm loạn, phải dạy dỗ một phen mới đúng. Lúc này Cao Chí Định hoàn toàn không có cách gì phản bác. Ông ta chỉ có thể luôn miệng cầu xin tha thứ, đau chết mất. Được rồi, được rồi, buông tay ra đi, tôi đi, tôi đi là được chứ gì. Ông ta luôn miệng cầu xin hơn 3 phút. Đau đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi, lúc này Giang Sách mới chịu buông tay tha cho ông ta một con đường sống. Cao Chí Định vừa tìm được đường sống trong chỗ chết không dám ở lại trong căn phòng này thêm một giây nào nữa, vội vàng kéo con trai Cao Văn Tường, mặt xám mày cho chạy khỏi nhà họ Đinh, trông chẳng khác nào hai con chuột. Hai tên khốn kiếp vô liêm sỉ, bị đánh là đáng. Đinh Khải Sơn hung tợn mắng. So với hai người họ, Đinh Mộng Nhiên càng thêm lo lắng cho vết thương của Giang Sách cô sốt ruột chạy tới bên cạnh giang sách ông xã anh có sao không em lập tức gọi cấp cứu điều xe cứu thương tới giang sách mỉm cười yên tâm em quên chồng em là một bác sĩ tài giỏi cỡ nào hả lúc anh đâm dao xuống đã né tất cả vị trí trí mạng rồi không cần gọi cấp cứu mau về phòng lấy hòm dụng cụ của anh tới đây được đinh mộng nhiên hoang mang hốt hoảng lấy hòm dụng cụ ra giang sách mở hòm lấy biển thước thần châm ra truyền khí vào trong sau đó tự châm cứu cho chính mình, đợi miệng vết thương ngừng chảy máu lại rút ba con dao ra. Kế tiếp, anh bảo Đinh Mộng Nhiên làm trợ thủ cho anh, chậm rãi rửa sạch miệng vết thương, rồi khâu kín lại. Toàn bộ ba nhát dao đều né được chỗ yếu hiểm, cũng không quá sâu, nên không xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng Đinh Mộng Nhiên vẫn cảm thấy không yên tâm, dù giang sách đã xử lý xong xuôi rồi, cô vẫn nhất quyết gọi cho cấp cứu, điều xe cứu thương tới đây, đưa giang sách tới bệnh viện kiểm tra kỹ càng lại một lần. Giang Sách không lay chuyển được cô, chỉ đành nghe theo. Bọn họ tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận lại vết thương, ngay cả bác sĩ ở đó cũng rất ngạc nhiên, tuy ba nhát dao đều đâm quanh trái tim, nhưng không hề có vết thương chí mạng nào, đây đúng là kỳ tích. Càng đáng sợ hơn nữa là cách xử lý vết thương vô cùng dứt khoát, tinh chuẩn, cầm máu, rửa vết thương, khâu vết thương, tất cả đều rất lão luyện, bác sĩ thông thường không thể có tay nghề thành thạo tới vậy. Nếu không phải được xử lý đúng lúc, chỉ e là miệng vết thương sẽ nhanh chóng bị nhiễm trùng và lan rộng, vậy tình hình sẽ trở nên tệ hơn. Tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng vẫn phải nằm viện vài ngày để theo dõi, sau khi xác định chắc chắn không có chuyện gì mới được về nhà. Giang sách không muốn nằm viện, anh cho rằng mình không sao. Nhưng Ninh Mộng Nhiên không nghĩ vậy, cô vẫn kiên quyết với ý định của mình. Cuối cùng Giang sách vẫn phải nhập viện bệnh viện tường Mỹ, nằm trên chiếc giường bệnh chật hẹp kia. Đêm khuya, Giang sách nằm trên giường bệnh. Đinh Khải Sơn và Đinh Phong Thành đã về trước, để lại mình Đinh Mộng Nhiên trong phòng bệnh trò chuyện và chăm sóc cho Giang Sách. Đinh Mộng Nhiên cầm tay Giang Sách, mắt nhìn anh chầm chầm. Đến tận lúc này, Đinh Mộng Nhiên mới bớt đau khổ, tức giận mắng, Giang Sách, lần này anh hơi quá đáng rồi đấy. Giang Sách sửng sốt, quá đáng, anh quá đáng với hai bố con nhà họ cao hả? Không phải, Đinh Mộng Nhiên nghiêm túc nói, em đang nói tới chuyện anh lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa kìa chuyện này thật sự rất quá đáng. Anh thông minh như vậy, không có chuyện anh không nhận ra tên khốn cao trí định kia đang nói khích anh, tại sao anh lại cố tình mắc mưu, tự mình đâm mình. Giang sách mỉm cười, em cũng chứng kiến tình hình lúc đó mà, nếu anh không làm vậy, chẳng lẽ lại để em bị họ bắt nạt sao? Anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào, mãi mãi. Nghe anh nói vậy, trong lòng Đinh Mộng Nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng anh cũng đâu thể lấy mạng sống của mình ra đùa dẫn được. Ninh Mộng Nghiên nói tiếp, "Cùng lắm thì chúng ta hợp sức lại đuổi bọn họ ra ngoài, chúng ta nhiều người, không sợ hai bố con nhà họ Cao." Giang Sách lắc đầu, "Cao Chí Định là ân nhân cứu mạng của bố, tính bố thế nào em cũng biết rồi đó, cực kỳ trọng thể diện. Chúng ta có thể đuổi hai bố con nhà họ Cao đi, nhưng điều đó sẽ vĩnh viễn để lại một vết sẹo trong lòng bố, vậy thì thật không tốt." Càng nghe, hai mắt Đinh Mộng Nghiên càng thêm ướt át. "Ông xã, anh luôn như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác." Trước giờ chưa từng nghĩ cho mình gì cả. Anh lo em bị bắt nạt, lo bố sẽ mất mặt, nhưng anh không lo rằng mình sẽ chết sao? Giang Sách vươn tay, vuốt nhẹ gò má của Đinh Mộng Nghiên, anh đã bảo rồi, y thuật của anh rất xuất sắc, mỗi một sao hạ xuống đều đã được tính toán chính xác. Hơn nữa, với cơ thể rắn chắc mà anh có được sau nhiều năm dốc sức trên chiến trường, chút vết thương nhỏ này không thấm vào đâu cả. Hai người mắt đối mắt, nhìn nhau trìu mến. Vầng trăng sáng dần dần nhô lên cao. Đinh Mộng Nghiên nhắm nghiền hai mắt, gian sách chậm chậm cúi đầu, hôn lên môi cô. Giờ phút này, vị ngọt như tan ra trong miệng cả hai, sưởi ấm trái tim của họ. Cạch, cửa phòng bệnh bật mở, hai người vội vàng tách nhau ra, tưởng là có người quen đến thăm nên quay đầu nhìn về phía cửa. Kết quả lại nhìn thấy mấy cô y tá cùng nhau đỡ một người đàn ông mặt mày băm trợn bước vào. Họ cẩn thận đỡ anh ta nằm lên giường, giúp anh ta nằm xuống, sau đó đắp chăn cho anh ta. Người đàn ông kia liếc mắt nhìn lướt qua giang sách, rồi nói với y tá bằng giọng cực kỳ bất mãn, sao thế này? Mấy người dám để tôi dùng chung phòng bệnh với người khác hả? Mau đuổi gã này cút ra khỏi đây đi, chương 755 không được phép dẫm đạp quy tắc. Mấy y tá nhìn nhìn giang sách, sau đó lại quay đầu nói với người đàn ông kia, ông Kim, thật sự xin lỗi, những phòng bệnh dành cho một người nằm đã hết mất rồi, hiện tại chỉ còn phòng này là ít người nhất thôi ạ. À. Nhưng mà ngài cứ yên tâm, Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp, nhất định trong sáng sớm ngày mai sẽ chuyển ngài đến phòng bệnh dành cho một người nằm. Nên mong ngài chịu khó một đêm. Người đàn ông kia tỏ ra vô cùng khó chịu, vẫy vẫy tay, mở miệng nói, "Được rồi được rồi, cút hết đi, ông đây muốn ngủ." Y tá kia gật gật đầu, nói, "Vậy ông Kim, chúng tôi xin phép rời đi trước, ngài nghỉ ngơi sớm đi ạ, có chuyện gì cứ trực tiếp ấn nút trên bàn là được." Phòng bệnh của ngài sẽ có y tá chuyên môn phụ trách trực ban 24 giờ. Sau khi dặn dò xong hết thảy, y tá mới vội vàng rời đi. Ông Kim kia nằm xuống, ngó trái ngó phải, càng nhìn Giang Sách lại càng thấy không vừa mắt. Ông ta nhìn về phía Giang Sách nói, "Này, nhóc con." Giang Sách không thèm để ý tới ông ta. Ông Kim kia nheo nheo mắt, nói với vẻ không hài lòng, "Con mẹ nó, mày điếc à? Ông đang gọi mày đấy." Giang Sách vẫn bất động không hề biến sắc. "Ha, thằng nhóc mày cũng có gan đấy chứ?" ông ta tiếp tục nói ông đây không thích dùng chung một phòng với người khác mày tự giác tìm y tá yêu cầu dọn ra đi đinh mộng nhiên không nghe nổi nữa rồi cô không thể nhịn được nữa lớn tiếng quát sao người như ông lại có thể độc đoán ích kỷ như vậy nơi này là bệnh viện không phải nhà ông không phải chỗ ông muốn làm gì thì làm còn nữa phòng bệnh này chúng tôi là người tới trước nếu có người phải đi thì cũng chỉ có thể là ông đi vốn dĩ tâm trạng đã đang không được tốt giờ lại còn gặp phải một kẻ ác độc không biết nói đạo lý này nữa, Đinh Mộng Nhiên ghê tởm chết mất. Ông Kim kia sừng sốt mất 3 giây, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trước nay chỉ toàn những người đối xử khách sáo với ông ta, đây là lần đầu tiên có người dám mắng ông ta như thế. Ông Kim vỗ vỗ giường bệnh rồi ngồi lên, ha, cho chút mặt mũi thì lại không biết xấu hổ đúng không? Được, xem ông đây đùa chết các người như thế nào. Ông ta nhìn lướt qua giang sách, ồ, bị thương ở ngực đúng không hình như còn rất nghiêm trọng nữa chứ vừa dứt lời ông kim đã lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá rút một điếu thuốc bật lửa sau đó ông ta ngồi trong phòng bệnh của bệnh viện nghênh ngang phì phèo điếu thuốc lá khói thuốc bay khắp căn phòng mùi cực kỳ khó chịu đinh mộng nhiên vốn đã ghét mùi thuốc lá hơn nữa với vết thương của giang sách anh căn bản không thể hít khói thuốc vì thế đinh mộng nhiên đã nổi giận đùng đùng đi tới trước giường bệnh ông kim kia lớn tiếng quát nơi này là phòng bệnh ông không được phép hút thuốc hiểu không ông kim trợn trắng mắt liếc cô một cái tôi hút thuốc của tôi cô khó chịu thì có thể cút ra ngoài ông lần đầu tiên đinh mộng nghiên gặp phải người ngang ngược vô lý như vậy dẫn đến nỗi cả người phát run ông có dập điếu thuốc đi không không dập được tôi sẽ cho ông hút đinh mộng nghiên lập tức ấn cái nút màu đỏ bên cạnh giường bệnh chỉ một lát sau bác sĩ y tá đều chạy vọt vào làm sao vậy ông kim ông không bị gì nghiêm trọng đấy chứ ông kim có phải ông cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không nếu có nhất định phải nói với tôi bác sĩ và y tá khẩn trương muốn chết ông kim phủi phủi làn khói không phải tôi ấn là cô ta ấn bác sĩ nhẹ nhàng thở phào một hơi chỉ cần ông kim không có chuyện gì là tốt rồi quay đầu lại bác sĩ nhìn đinh mộng nghiên bằng ánh mắt khá là bất mãn cái nút trong phòng này có liên quan đến ông kim xin cô đừng ấn tùy tiện như vậy đinh mộng nghiên hậm hực chất vấn chỉ có ông ta là người bệnh còn những người khác không phải người bệnh sao bác sĩ hừ lạnh một tiếng đừng nói nhảm nữa cô gọi chúng tôi tới đây là có chuyện gì người nhà cô xảy ra chuyện gì sao đinh mộng nghiên nói chồng tôi không sao hết tôi kêu các người tới đây chính là muốn các người nhìn bộ mặt đáng ghê tởm của ông kim đây cô chỉ tay về hướng ông kim ánh mắt bác sĩ y tá đều nhìn theo hướng cô chỉ một lát sau bác sĩ nghi hoặc hỏi ông kim làm sao vậy còn làm sao vậy đinh mộng nhiên lớn tiếng nói các người không nhìn thấy sao ông ta hút thuốc đúng thật lúc này trên tay ông kim vẫn còn kẹp tàn thuốc hút một cách vui vẻ toàn bộ phòng bệnh đều bị ngập trong khói thuốc bác sĩ và y tá cũng nhìn thấy nhưng mà chẳng có ai để tâm đến nó bác sĩ cũng chẳng ngần ngại trả lời đây là việc riêng của người ta sao chúng tôi quản được thế nào là các người quản không được đây là đang trốn tránh trách nhiệm đinh mộng nhiên giận sôi máu trong bệnh viện không được phép hút thuốc lá chứ đừng nói là hút thuốc ở phòng bệnh đây là luật lệ quốc gia rồi bệnh viện của các người cũng có chế độ văn bản rõ ràng vậy thì tại sao lại không được áp dụng lên ông kim này bác sĩ cười cười nói cô biết ông kim này là ai không đinh mộng nhiên lạnh mặt hỏi ai bác sĩ trả lời đúng sự thật người này chính là kim khắc trung một thương nssn lớn khu giang nam Đồ bệnh viện chúng tôi sở hữu đều do ông Kim đây quyên tặng. Nói đây là bệnh viện không sai, nhưng nói một câu không dễ nghe, thì đây chính là đồ dùng riêng của ông Kim đấy. Các người có thể ở trong phòng này là tốt lắm rồi, đừng bắt bẻ thêm nữa. Còn yêu cầu này, yêu cầu kia, đúng là nhiều chuyện. Nếu các người thật sự không hài lòng, không muốn hít khỏi thuốc, vậy được thôi, giờ tôi sẽ kêu y tá sắp xếp cho các người rời khỏi phòng bệnh này. Sao hả? đinh mộng nhiên cũng không biết nên nói cái gì mới phải kim khắc trung quyên tặng bệnh viện vậy nên ông ta có thể làm sằng làm bậy muốn làm gì thì làm sao trên đời nào có đạo lý như vậy chứ các người các người đinh mộng nhiên nhìn đám người trước mặt giận đến nỗi nói lắp bắp nhìn thấy cảnh tượng này giang sách cười khổ lắc lắm đầu sốc chăn lên rồi bước từ trên giường xuống vừa đi giày vừa nói anh đã nói không cần nằm viện rồi mà rắc rối như vậy thôi chúng ta đi thôi Giang sách bước tới nắm tay Đinh Mộng Nhiên, dẫn cô cùng đi ra ngoài. Đinh Mộng Nhiên có giận cũng vô dụng, nơi này là địa bàn của người ta, nếu bạn vẫn cố tình làm loạn, thì bác sĩ và y tác cũng sẽ không đứng về phía bạn. Kim Khắc chung ở phía sau vui tươi hớn hở nói, rốt cuộc cũng chịu cút rồi à. Ha, cút ngay từ đầu có phải tốt hơn không, cứ phải để ông đây ra tay chỉnh đốn, đúng là không có lòng tự trọng. Audio điện tử võ tấn bền